Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại Nghệ An. Trong đó, thành phố Vinh là địa phương có số lượng ca mắc mới cao nhất. Mỗi ngày, địa phương này ghi nhận hàng trăm ca mắc mới. Thế nhưng, việc thiếu vật tư y tế, đặc biệt là kit test nhanh, đang khiến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên VTC tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, mỗi ngày phường Hưng Dũng ghi nhận trên 40 ca mắc COVID-19, số lượng người thuộc diện được test nhanh miễn phí lên đến hàng trăm người. Thế nhưng, trạm y tế phường chỉ nhận được 50 bộ kit test nhanh để phục vụ cho 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Số lượng này chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu thực tế. Không đủ để làm anh ạ. Còn bây giờ mà những người mà đến mà có triệu chứng ho sốt mà chỉ có 1-2 triệu chứng thì em không làm được. Bởi vì là không đủ test để làm những trường hợp đó. Mà chỉ làm những trường hợp là có tất cả là cái triệu chứng mà trong cái thứ hai cần thiết thì em mới làm được. Thế nên nó khó, mình biết con khó khoảng bao nhiêu cái kit test nhanh được? Trong khó hiện tại em chỉ còn có 50 cái ạ. 50 cái dư tu thì có thể là dùng trong bao nhiêu lâu ạ? Chắc này là nửa buổi thôi ạ. Cũng có hoàn cảnh tương tự, mỗi ngày phường Cửa Nam có hàng trăm người thuộc diện F0, F1 có triệu chứng cần được test nhanh COVID-19. Thế nhưng trạm y tế chỉ còn khoảng 90 bộ kit test. Theo nhu cầu của dân hiện tại là đang còn thiếu. Đó, vẫn đang còn thiếu. Tất cả các F1 cần phải được xét nghiệm, đang phải là gần đến 200 người để phải xét nghiệm test đến ngày thứ Bảy của F1 á. Đó, nhưng mà dư hiện tại đã trống khó được khoảng 90 test cho đây trước cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của công tác phòng chống dịch. Mỗi ngày thành phố Vinh có nhu cầu sử dụng khoảng 2.000 bộ kit test nhanh cho các đối tượng F0, F1 và người có triệu chứng, trong khi số kit test của trung tâm y tế chỉ còn 4.000 bộ nên việc cấp phát rất nhỏ giọt. Bên cạnh đó, các loại vật tư y tế khác như găng tay, quần áo bảo hộ cũng thiếu trầm trọng. Sự bị động của ngành y tế thành phố đang khiến công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Ôi, trang bị vật tư y tế thì nhà em nó có được sử dụng anh ạ. Đôi khi găng tay nhà em đang còn phải mua đang từng hộp một á. Có những bữa là làm là cũng nó có găng tay để sử dụng luôn. Chúng tôi phải họp và phải trình ý kiến lên thành phố, thường trực của thành phố và của sở y tế để xem cái giải, xin cả cái giải pháp để mà cung cấp được cho cả cái trạm y tế, đặc biệt cho người dân trong cái thời gian khi đang còn chờ kết quả đầu thông. Có thể là phương án nào? Có thể chúng tôi sẽ triển khai được, khi mà xin được sẽ xin chủ trương là cái chỉ định thầu rút gọn. Dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp. Mỗi ngày Nghệ An ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới, nhu cầu test nhanh sàng lọc của người dân tăng cao. Thế nhưng tại các trạm không chỉ thiếu kit test nhanh cho các đối tượng miễn phí, mà hiện nay việc test dịch vụ cũng không được thực hiện.